Tiêu Chiến công khai dùng đồ đôi với Vương Nhất Bác giữa tin đồn hẹn hò với Dương Tử. Vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò với Dương Tử chưa lâu, Tiêu Chiến lại bị soi dùng đồ đôi với Vương Nhất Bác. Cách đây ít ngày, việc Dương Tử và Tiêu Chiến bị khui bằng chứng hẹn hò khiến cộng đồng mạng được phen rần rần. Tuy nhiên vì không muốn tin đồn đi quá xa, phía phòng làm việc của Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định không có chuyện hai ngôi sao 9X đang yêu nhau, câu chuyện lúc này mới dịu xuống. Thế nhưng có vẻ năm nay là một năm đào hoa của Tiêu Chiến. Khi hết dính nghi vấn hẹn hò với Dương Tử lại tới Vương Nhất Bác, người từng làm việc chung cùng anh trong dự án Đam Mỹ Trần Tỉnh Lệnh. Cụ thể mới đây cư dân mạng đã soi được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng mũ len đôi. Dù rằng người dùng trước người dùng sau, nhưng vẫn không thể qua được con mắt tinh như củ vọ của người hâm mộ. Trước chiếc hình cực xịn sò này, đối tượng vui nhất chắc hẳn sẽ là fan couple Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Có người đùa rằng với nhan sắc chiếc mũ này là hàng mua một tặng một. Cũng có người nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng chung một chiếc mũ. Tóm lại dù hiểu theo cách nào, vẫn quy về một mối cặp đôi Trần Tỉnh Lệnh đang hẹn hò. Thực tế đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị dân tình bóc mẽ có mối quan hệ trên mức tình bạn, phim giả tình thật. Song mặc kệ mọi chuyện ầm ĩ tới mức nào, hai nam đỉnh nư xử chung đều lựa chọn cách im lặng. Đương nhiên nói đi vẫn phải nói lại tất cả những gì gọi là hình hẹn hò ở phía trên, cho là mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau. Có thể đối với fan chỉ theo đuổi một mình Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy không có gì đáng nói ấu trĩ. Nhưng fan couple Bác Quân Nhất Tiêu thì trái ngược hoàn toàn, thậm chí họ càng có thêm động lực đẩy thuyền. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có thời gian làm việc chung trong dự án chuyên thể Trần Tỉnh Lệnh. Thời điểm phim mới phát sóng, hai người vẫn còn là những diễn viên trẻ, không có tên tuổi, càng chưa nói tới địa vị. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, hiệu ứng bùng nổ của phim đã đưa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến leo thẳng lên hạng đỉnh nêu sự nghiệp thăng hạng vực bậc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.